Kính thưa ban lãnh đạo của JMC, kính thưa quý vị quý, hôm nay thì tôi thật sự bất ngờ khi đóng vai là vừa là ban giám khảo, được vừa khách quý, rồi vừa được lên phát biểu nữa. Một lần nữa là tôi xin trân trọng chúc mừng anh Tân cùng tập thể của JMC đã mang lại sự thành công trong năm nay và cái định hướng năm 2018 rất là hoành tráng. Xin chúc mừng. Cũng là trong cái vai trò quản lý thì cũng một người đã từng làm rất là nhiều công việc mà nhiều năm, thì tôi thật sự rất là ngưỡng mộ anh Tân. Và bây giờ bước đầu là một chủ nhân, thì với tinh thần này tôi hy vọng rằng anh Tân sẽ có cơ hội và sẽ có dịp mà cho chúng ta được những kinh nghiệm, những kiến thức mà qua cái quá trình thực tiễn của anh Tân. Và Orlando cũng là một trong những đơn vị mà sẽ là một đối tác chiến lược bên Tân trong công tác đào tạo. Chúng tôi rất là quan trọng và rất là đưa cái vấn đề cực kỳ quan trọng, lấy đó là coi như là một cái bản lề trong cái hoạt động của kinh doanh, đào tạo và hướng dẫn cho tất cả mọi cán bộ công nhân viên để định hướng thêm một cái chiều hướng mới. Đó là một cái mốc rất là cụ thể và Orlando đang thực hiện như thế và là có nền tảng để có sự thành công trong 15 năm qua của Orlando. Thì với tôi trong vai trò người quản lý tại miền Trung, tôi đã cũng đã chia sẻ với anh Tân rất là nhiều, và chúng tôi cũng sẽ đồng hành với anh Tân để cùng nhau hai cái đơn vị coi như là hai cái đối tác chiến lược để cùng xây dựng phát triển trong năm đến. Và đặc biệt năm 2017 này chúng tôi đã có những cái bước đệm và làm nháp với nhau rồi, thì 2018 tới đây thì hy vọng chúng tôi sẽ được sát hơn và có những cơ hội cùng nhau làm việc và chia sẻ nhau nhiều hơn trong công tác là quản lý và phát triển trong cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Tôi một lần nữa xin chúc mừng cho anh Tân và ban lãnh đạo của JMC, và xin chúc tất cả các quý vị quý có mặt trong tối hôm nay một buổi tối là thật sự vui vẻ. Và nhân dịp năm mới, xin chúc mọi người năm mới sức khỏe, thành công và luôn thành đạt. Xin chào.